Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 Rayon và hôm nay tiếp tục với bài số 5 Unit 5 phần reading top trip for visitor to London, những cái chuyến đi hàng đầu để đi thăm London. Bây giờ chúng ta đọc cái bài này. Cái bài này thì liên quan đến cái phần bảo tàng giao thông London, museum bảo tàng. Chúng ta có từ vựng transport là giao thông, đi lại chuyên chở. Rồi entrance số điện thoại này, đây là một cái tờ quảng cáo, những cái tờ quảng cáo cái bảo tàng á. Entrance là vé vào đó, vào cổng đó. Entrance là cổng. Address là người lớn, 17,5 bảng Anh. Children là free, là miễn phí nha. Free là miễn phí. Rồi opening hour là giờ mở cửa, từ Monday cho tới Thursday, Saturday cho tới Sunday là 10 giờ sáng tới 6 giờ chiều, còn Friday là 11 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Rồi trong cái bài này có những từ mới mà các chúng ta cần phải ghi. London Transport Museum has over 450,000 items. Item là đồ đó, vật đó. From 200 years of London transport history, tức là bảo tàng giao thông London có trên 450,000 đồ vật đến từ 200 năm lịch sử ngành giao thông London. Ở đây có những cái photograph là ảnh, là poster là tấm áp phích, và phim, cũng như cái từ as well as chúng ta dịch là cũng như những cái xe bus nha, cũ, xe taxi cũ, tram là xe điện các bạn, xe điện cũ và tàu hỏa cũ. Cái bảo tàng này mở cửa lần đầu tiên, first là lần đầu, mình dịch first là lần đầu. Open là mở, mở cửa lần đầu vào những năm 1960 trong một cái gara cũ. Nó di chuyển, cái từ move là di chuyển, nó đã di chuyển địa điểm ấy 3 lần, 3 time là mình dịch là 3 lần nha. Trước khi nó đến, arrive là đến, trước khi nó đến cái Covent Garden ở vào năm 1980 nha. Vào năm 2005 thì nó đóng cửa, close là đóng cửa. Nó đóng cửa để làm cho nó hiện đại hơn, tu sửa đó, modern là hiện đại và ở đây so sánh hơn, hiện đại hơn. Nó mở cửa lại, cái từ again các bạn dịch là lại, nó mở cửa lại cách 2 năm sau, cái từ later là từ sau. Ngày nay nó là một cái bảo tàng như thế nào? Interactive là có tính tương tác, có tính tương tác này. Rồi chúng ta có từ family friendly, đó là thân thiện gia đình, thân thiện gia đình. Rồi, thân thiện gia đình. Rồi, chúng ta tiếp tục. Ngày nay nó là một cái bảo tàng thân thiện với gia đình và có tính tương tác với trên 300,000 du khách mỗi năm nha. Với trên 300,000 du khách mỗi năm, nó chỉ cách cái từ trước chúng ta dịch là chỉ, nó chỉ cách 3 phút đi bộ on foot, các bạn nhớ on foot là đi bộ. Từ cái nhà, cái trip station là nhà ga tàu điện ngầm. Và nó khác, này là dưới lòng đất. Còn cái railway station là nhà ga xe lửa. Rồi, nó chỉ cách 3 phút đi bộ từ nhà ga tàu điện ngầm Covent Garden và 7 phút đi bộ từ cái nhà ga xe lửa Charing Cross. Ok. Read again. London Transport Museum has over 450,000 items from 200 years of London transport history. There are photographs, posters and films, as well as old buses, taxis, trams and trains. The museum first opened in the 1960s in an old garage. It moved 3 times before it arrived in Covent Garden in 1980. In 2005, it closed to make it more modern. It opened again 2 years later. Today, it's an interactive, family-friendly museum with over 200,000 visitors every year. It is just 3 minutes on foot from Covent Garden Tube Station and 7 minutes from Charing Cross Railway Station. Rồi, bây giờ có 3 cái người bình luận bên dưới. Alex 15 tuổi, tôi đã đi tới bảo tàng này vào ngày Chủ nhật với bố của tôi. Tôi đã có một thời gian rất tuyệt vời, thật là hoàn hảo cho một đứa mà thích tàu hỏa như tôi. Hãy đi sớm nha, nó rất đông đấy. Crowded là đông này.
Perfect là hoàn hảo nha. Kelly 12 tuổi, tôi đã ở bảo tàng vào ngày thứ bảy thưởng thức cái triển lãm. Cái này dịch là triển lãm exhibit, triển lãm có tính tương tác, học lái tàu điện ngầm, nhà Learning to the Ride Underground, một cái tàu hỏa, một cái tàu điện ngầm đó, rất là thú vị. Bạn sẽ bạn cảm thấy sẽ giống như bạn đi rất là nhanh. Rồi Jackie Bill 32 tuổi, các là cô giáo. Tôi đã ở đó cho một chuyến đi cùng với trường vào ngày thứ sáu. Lớp của tôi đang làm một cái dự án về lịch sử ngày xe buýt ở London. Những đứa trẻ rất đã có những thông tin rất là tuyệt vời. Info là information, là thông tin đấy. Rồi bây giờ bài dưới đây. Look at the test, hãy nhìn vào bài này. Bạn sẽ thấy nó ở đâu, nó nói về cái gì, nó dành cho ai nha. Thì cái này chúng ta thấy nó trên mạng. We would find it on social media. It's about London Transport Museum. It's for visitor. Rồi, ok. Bài số 2, câu nào đúng sai mà không đề cập. Trẻ em pay là trả tiền. Trẻ em trả tiền để đi vào cái bảo tàng này là sai. Bởi vì trên đây là trẻ em là miễn phí. Vậy ở đây là wrong nha, wrong. Câu số 2, bảo tàng này thì không có mở cửa vào các ngày thứ sáu. Bảo tàng này không mở cửa vào ngày thứ sáu là sai luôn, bởi vì ở đây là thứ sáu là mở cửa từ 11 giờ tới 6 giờ. Bộ sưu tập collection là bộ sưu tập nha, bộ sưu tập này về những cái xe buýt ở London là tốt nhất ở nước Anh, ở Vương quốc Anh là không có đề cập. Du khách có thể đi bộ tới đó từ một cái train station là đúng, 7 phút đi bộ đó. Trường học dẫn lớp tới bảo tàng là đúng luôn. Vậy là câu 1 sai, câu 2 sai, câu 3 không đề cập, câu 4 đúng và câu 5 đúng. Chúng ta tạm dừng cái bài 5A trang 88 tại đây.